tôi bay nãy nãy nó nãy nó nãy nó vậy nè 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 để chào đi. Chạy trâu hết ta, tiền coi lại thấy chạy trâu hết ta. Bét e đúng không? Chết nè. Đây. Ôi, chết cái GLX à. Trời ơi, mít chết GLX. Không mít chết từ game 1 ta, mít chết từ game 1 cũng hay lắm. Mít chết game 1 hay lắm luôn á. Mít chết game 1 hay cực kỳ. Game 1 xong chửi nhau sùm. Mít chết hay lắm. Mình không làm mít chết kiểu này nè. Giáo bằng ra người trên sàn trên sân khai. Ủa, 12 giờ quýnh không có 2 giờ tắm rửa sạch 12 giờ. Giờ có cách nào có đánh 12 giờ luôn không? Có. Để Yên Lộc đứng dưới cửa luôn. Thì một kêu ai cái gì cậu chị lên. 9 giờ mở lại. Tập 3 game nữa rồi nè. Bây giờ một con carry hạt hình nạp vai. Chơi đi bè đồng nó yêu đời quá. Yêu đời quá mấy ông à. Thằng Lộc nó yêu đời lắm. Nó yêu đời lắm. Đâu? Nó yêu đời lắm, xong game 1 xong cái nó hết yêu đời luôn. Đó là chưa nè. Khoảng 5 lần này, tập vào tối qua này. Ê, nó set up vào, đi set up vào này. Set up vào này, đang tới đây. Quay lát. Snack cho ra đăng. Thôi, bỏ. Đó đang set. Con set vẫn mất dạng nha, nó dí luôn kìa. Lát nè. Ba lát nha. Cảm ơn tay vợ. Má nó đi luôn hả? Nát nè. Anh vậy là hẻo, biết chờ đây anh em. Biết tỏ gì vậy nè. Ngồi đây quay nữa. Bình tĩnh em ơi. Bình tĩnh thôi, không hô đâu. Thôi bãi dây TV nha. Có giờ nha, có giờ nha. Không có đồng hồ nè. Anh em đủ quá, bình tĩnh thôi anh em. Phải bình tĩnh thôi anh em. Đang chờ ở dưới á. Ăn TV á. Qua nè. Mít không lát. Mít không rờ. À được á. Từ lùi lại tí đang qua lại nha, để tí. Chờ hút máu cái nha, Mít không rờ nha. Để hút máu anh em. Hút máu đi. Đâu đây được á. Rồi. Đánh được nha. Bắn luôn à. Giết hết đó. Mấy không lát. Biết được. Cho lại, biết không lát không? Đi đâu luôn à? Anh trước mặt hả? Tới à? Ừ. Này không lát. Đợi có giờ lại đây. 5 giây có chiều. 2 giây có combo rồi. Chết luôn. Hết chiều quá anh em, bút máu được rồi. Hết chiều. Lô đi còn 2 mình. Chứ được rồi. Thế nó hay đi vòng cắm mất rồi nè. Đọc canh về đi Lộc ơi. Không đủ đam biết đâu nha. Đó đọc. Nó chết thiếu rồi, còn một câu nữa. Tôi còn nhớ hồi đĩa nó nói một câu này. Tôi còn nhớ thằng Địa nó nói một câu này. Là nó nói như vậy nè mấy ông. Nó nói một câu như này nè. Phải thêm vô cái câu đó nữa mới vui. Đó là cái câu gọi là nó nói như này nè. Nó kêu là có muốn đánh nữa không anh em? Không đánh nữa nghỉ đi. Nó nói như vậy đó. Cái câu của nó là như vậy. Hậu lúc này á là ở tiện lúc này á là chơi game thọt quá, chơi game bóp quá nên cái là lười nói chuyện với nhau luôn.
xong rồi thằng lộc á thì mới vô vậy nè, chia đi đừng ngại chia, xong rồi bị Zalo kêu, xong rồi im luôn là hết thấy thằng Lộc nói nữa luôn, không thấy thằng Lộc gọi là lên tiếng trong cái game này luôn. Đó nó không lát, sao không lát. La xe tát này. Bất lực luôn á. Mày thấy không? Nó chết im lặng cực kỳ. Hết rồi. Mày la hết rồi. Im lặng lắm luôn á, mày chết rồi là không có cái gì gọi là luôn á. Đây là những game thua mà thường thường mấy ông gọi là hở, mấy ông muốn nghe thì game thua nó là như vậy, nên là mấy ông coi rất là chán. Tim nó hơi ấy một tí, những lúc thua như vậy nè, tim nó không có nói chuyện với nhau đâu. Em tập trung đánh nha. Anh em chủ quan quá. Em mình muốn chủ động luôn nha anh em, khu nào cũng quýnh á. Giờ tiếp nhiều nha anh em ơi. Okay, tập trung đi, tập trung với lại hai game. Bỏ nhọc nha, bỏ đánh đầu nha. Với lại hai game. Chỗ nào em đánh chơi không được, cái màu chết nó quá, người trên hình đây, kệ đi, dẹp đi. Đúng rồi. Đó, mấy ông muốn nghe. Nã loài, nè em. Lấy cái bộ đó, lấy cái bộ đó. Đổ đá đi. Cái chỗ này là chỗ này đặt, nó mở đánh lên. Sao đây, bộ này. Em vẫn cái này, để em vẫn à. Có bộ đồng, nó có bộ. Không có bộ. Hai đây, đập đi à. Xe on R. Để xe on rồi nha, bắn chết được không? Ai dê qua nè. Ai đây có bộ, ai đây có bộ. Em đây. Ok. Giết luôn. Em có bà đồ nó, Bà đồ luôn. Má quả này. Quả này mà tôi mà chạy luôn là tự nhiên là tôi sống luôn á, mà tôi không chết luôn á. Quả này tôi nghĩ trong đầu là chắc là chết rồi nên là đổi mạng luôn. Giờ mình xem lại mình mới thấy là ở quả này nếu mà mình chạy luôn á thì mình sẽ sống. Luôn nha. Đổi em. Này AD sắp lát này, AD lát này, gần lát luôn rồi. Lên chơi hết luôn nha, để ý kìa. Có TV á, đang canh vòng qua này. Giết được không biết nữa nè, TV luôn rồi, TV canh vòng qua này. Lát đi. Hết rồi, được rồi, xin lỗi, hết rồi luôn này. Lát đi. Giết được không biết nữa nè. Đạp đi nè, kia đi đó. Sao mới tới nha. Anh giết em rồi. À hơi ảo rồi đây rồi. Sao tôi lát. Giết được, giết gần nó. À đồng nó cháy rồi. Sắp không lát. Giòn hay lát rồi. Giết sắp rồi. Để cả. Hết TV rồi. Hay. Cho một tường. Ăn lại được á, ăn xong lui nha, ăn xong lui nha. Ăn đi. Thúc con xeo đó. Giải đó nè, ăn rồng nè. Bắn lại được. Tao đang TP, trả lại được. Để AD đó. Để AD đó nha. Ok. Em phá AD được AD rồi đấy. Hay. Chơi AD rồi. Bây giờ có AD. Bắn hồi sớm à. Chống hai thằng này. Bê bê TP ra lại á, đây rồi. Ai gáp được á. Ad rồi. Thắng skill rồi mà. Cái máu rồi. Giữ combo okay. Rồi. Bò có giữ combo nha, nó không bỏ được không? Okay. Bỏ rồi. Lui lại. Bắn ngay bên này, AD không lát. AD hết rồi nè. Hai đây có bô rồi. Bên ta vô nhà cho bên ta cái đem. Thôi đi. Má đéo tin được. Nó thấy tôi hoài đà kêu. Xong cái địch cô mẹ. Đấy tôi hoài đà kêu xong. Nó bỏ vào cái xác Xion, để Xion đâm nó chết luôn. Quá này nè.
quá này chỉ có thằng địa kêu là hở cho vô vô nhà cho tôi beta thôi, còn 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 tụi nó là gì nè, vừa thấy qua ra kêu xong ba thằng nó chạy mất tiêu luôn. Đéo nào quay lại rồi má quýnh cái xác thằng Seon. Đấy hiệu kêu gì tụi mấy vô đâu tới, vô nhà cho beta cái đem thấy không, vô nhà cho beta cái anh em thôi. À, đi à, đi à, Seon đánh cái chết luôn. À đi à, đi à, đi anh em ơi nó mạnh á. Hay hay. Đấy hiểu kêu gì? Nãy đi bộ, mắc yếu quá. Nếu mà bị lộ chen á, quyền thôi. Chen tướng, mình lát rồi. Còn lát nha, tao thấy còn lát nè, chọc được. Lát kìa, con này không lát, nè, Victor không lát nè. Theo Victor. Giết nó nè, giết nó được. Ok, nó còn hai thằng kệ nó, cứ chạy thôi. Về luôn nha, về luôn là lại hết luôn á. Hai anh em ơi. Mid lát. Anh em không điểm rồi, anh em chơi luôn nha. Đồ nha, đồ nha. Tẩy luôn nha, không anh tẩy không lát nè. Ok. Đồ nha, đang bắt đồ nha. CC đó. Ai sợ. Giúp phải lát. Bây giờ ok, AD lát rồi đây. Okay. Sao đâu, kịp nha, AD không lát, AD không lát hết máu nè. Rồi nó, ai nhìn nè bậy. Đứt chúng mà tụi vô luôn á bậy. Ok, chỗ đâu, rồi. Đánh cái nè. Xây được cái chủ ở đây, cover mình sau được nè, nó không bật đầu được. Chứ lần đó nè. Thả nó lôi nha. Thả bi à. Lọc im. Re luôn. Mất tờ luôn rồi, ép lại. Còn R nha. Ai đó đánh khỏe nha, em nghĩ là mình nên đẩy ba lên đó. Có tiền bi nha, viền đăng nó hết rồi nè. Cảm biết nha. Em gì nó có rồi lại rồi. Đẩy vẫn nhanh, còn có thấy ta không kịp đâu. Nó chờ ở dưới lại nè bây. Cả nó không kịp đâu. Cúi đi anh em ơi. Cái top cao nè. Biết mình có chủ á, cái chủ nửa máu lận á, cái chủ còn nửa máu lận. Ôi cú lật rồi, xe lại xe lại. AD bước kia, AD bước kia. Rồi, cứu rồi. AD đến rồi, chuẩn bị. Để có 6, Cái AD nè, Để chạy. Chúc mừng cái gia bán tiến sổ nhà anh Giai, đáp bộ công lực gánh xe nha anh. Cảm ơn Tướng Lê nha. Nãy nó vậy nè. Để chào đi. Chị chào quá ta. Chuyện coi lại hết chị chào quá ta. From London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul.